Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang với những tin tức đáng chú ý tại các địa phương trong tỉnh. Vừa qua, đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Giang cùng các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy và một số ngành chức năng của thành phố đã đi kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2013 tại Đảng bộ phường Trần Phú. Trong 10 tháng qua, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang có thêm 36 hộ ra đăng ký kinh doanh mới, nâng tổng số hộ kinh doanh trên địa bàn phường lên 871 hộ, góp phần đưa giá trị thương mại, dịch vụ của phường đạt 381 tỷ đồng, tổng giá trị các ngành kinh tế đạt trên 500 tỷ đồng, thu ngân sách đạt trên 8 tỷ đồng. Nhân dân cũng tham gia tích cực vào các hoạt động văn hóa và thực hiện tốt các chương trình y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình. 10 tháng năm 2013, Đảng bộ phường Trần Phú tổ chức kết nạp được 8 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển đảng chính thức cho 5 đồng chí, tiếp nhận thêm 25 đảng viên về sinh hoạt tại Đảng bộ phường. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân ngày càng được nâng cao, vai trò của các tổ chức đoàn thể được phát huy. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Mạnh Lợi, Bí thư Thành ủy Hà Giang biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân phường Trần Phú đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu thời gian tới, cấp ủy chính quyền phường Trần Phú cần tăng cường công tác lãnh đạo để nâng cao chất lượng trong quản lý đất đai và chỉnh trang đô thị, vận động nhân dân đẩy mạnh khai thác tốt các tiềm năng về thương mại dịch vụ, tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục ở các nhà trường, duy trì tốt trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết của Đảng các cấp đã đề ra. Đảng ủy quân sự huyện Xín Mần vừa tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Qua một năm triển khai thực hiện nghị quyết, Đảng ủy quân sự huyện Xín Mần cũng như các đơn vị lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn đã nghiêm túc quán triệt, triển khai nghị quyết đến toàn thể cán bộ chiến sĩ đơn vị, góp phần đưa việc học tập nghị quyết thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp, tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá về công tác quán triệt triển khai nghị quyết, công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân lãnh đạo các đơn vị theo ba nội dung trọng tâm của nghị quyết Trung ương 4. Đồng thời, đề ra những giải pháp khắc phục, sửa chữa có hiệu quả các khuyết điểm, hạn chế đã được xác định qua kiểm điểm. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Minh Hòa, Bí thư Huyện ủy Xín Mần nhấn mạnh, tập thể và cá nhân lãnh đạo các đơn vị cần thẳng thắn nhìn nhận với tinh thần trách nhiệm cao hơn kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 để khắc phục những hạn chế trong thời gian tới. Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan ban ngành, các xã, các đơn vị nhằm phát huy tốt hơn vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan tham mưu, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh. Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Mê vừa tổ chức phiên họp khối nội chính tháng 11 năm 2013 nhằm đánh giá tình hình hoạt động của khối trong tháng 10, đề ra phương hướng nhiệm vụ tháng 11. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Triệu Trung Hiệp chủ trì phiên họp. Trong tháng 10, khối nội chính huyện Bắc Mê đã đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm, tăng cường quyết liệt các biện pháp giữ vững, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi trong việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện tập trung chỉ đạo kịp thời trong việc giải quyết các vụ việc phát sinh xảy ra trên địa bàn. Qua nghe báo cáo đánh giá hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong khối, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Mê Triệu Trung Hiệp yêu cầu trên cơ sở nhiệm vụ được giao, các cơ quan đơn vị trong khối tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra. Ban chỉ huy quân sự huyện duy trì chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng và bảo vệ rừng. Công an huyện tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ về tình hình an toàn giao thông trên địa bàn. Kiểm lâm tiếp tục phối hợp với công an huyện tuần tra kiểm soát việc lưu thông lâm sản, thi hành án đối với các cơ quan liên quan, xử lý các vụ việc theo quy định của pháp luật. Quản lý thị trường tăng cường kiểm soát các mặt hàng lưu thông trên địa bàn huyện, nhất là thuốc bảo vệ thực vật và các loại thuốc tân dược, vệ sinh an toàn thực phẩm. Mới đây, lãnh đạo tỉnh đoàn Hà Giang đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ huyện đoàn Vị Xuyên nhằm kiểm tra công tác đoàn, đội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013. Qua báo cáo cho thấy, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện Vị Xuyên thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế xã hội của Đảng bộ huyện đề ra. Trong công tác tuyên truyền giáo dục, các nghị quyết của Đảng được các cơ sở đoàn quán triệt sâu sắc và xây dựng chương trình hành động thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Phối hợp với các đơn vị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, luật an toàn giao thông, luật hôn nhân gia đình, phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút hơn 2.000 lượt đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia.
tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các phong trào năm xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, phong trào bốn đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp. Bên cạnh đó, hoạt động đội và phong trào thanh thiếu nhi đã được đổi mới đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của thiếu nhi, vai trò của tổng phụ trách đội của đoàn được khẳng định. Tại đây, lãnh đạo tỉnh đoàn đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Ban Thường vụ huyện đoàn Vị Xuyên thời gian qua. Trên cơ sở đó, đưa ra những định hướng nhằm đưa công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện Vị Xuyên đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới. Trước đó, lãnh đạo tỉnh đoàn Hà Giang và Ban Thường vụ huyện đoàn Vị Xuyên đã đi kiểm tra công tác đoàn, đội và phong trào thanh thiếu nhi ở một số cơ sở đoàn trên địa bàn huyện Vị Xuyên. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Quang vừa tổ chức hội thi đồ dùng đồ chơi tự tạo ngành học mầm non năm học 2013-2018. Hội thi đã thu hút 28 đơn vị trường mầm non trên địa bàn huyện. Mỗi trường tham gia có 8 loại đồ dùng đồ chơi tự tạo trở lên, được làm từ các phế phẩm như chai, lọ, tấm xốp, để phục vụ trong dạy học từ nhà trẻ đến mẫu giáo. Thông qua hội thi giúp cho các đội ngũ giáo viên nâng cao chất lượng trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, đồng thời lựa chọn sử dụng có hiệu quả đồ dùng đồ chơi trong việc chăm sóc và giảng dạy. Hội thi cũng nhằm phát huy tính sáng tạo, bổ sung thêm đồ dùng đồ chơi tự tạo có chất lượng, thân thiện với môi trường, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, qua đó nâng cao chất lượng dạy và học. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất cho trường mầm non Việt Quang 1, 2 giải nhì cho trường mầm non Hoa Mai, trường mầm non Quang Minh, 3 giải ba cho trường mầm non Bằng Hành, mầm non Việt Quang 2 và mầm non Họa Mi. Ngày 15 tháng 11 tại xã Tà Lùng, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Mèo Vạc tổ chức lớp tập huấn, lập kế hoạch có sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới cho các đối tượng là Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Ban phát triển thôn xã Tà Lùng. Qua 3 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, chương trình xây dựng nông thôn mới vẫn đặt ra những bất cập như việc tổ chức triển khai thực hiện và lập kế hoạch hàng năm có sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới còn hạn chế. Việc xây dựng kế hoạch vẫn thực hiện theo cách tiếp cận từ trên xuống. Lớp tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao kỹ năng điều hành trong quá trình lập kế hoạch có sự tham gia của người dân cho đội ngũ cán bộ quản lý và thực hiện xây dựng nông thôn mới các cấp để chuẩn bị cho việc triển khai phương pháp lập kế hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Thông qua việc lập kế hoạch có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định các mục tiêu định hướng, thời gian tiến hành và kết thúc đối với một nhiệm vụ, công việc cụ thể. Từ đó giúp ban quản lý phát huy thế mạnh, tiềm năng sẵn có của địa phương, hạn chế thấp nhất những rủi ro và khó khăn cản trở trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới. Tối ngày 15 tháng 11, tại sân vận động huyện Hoàng Su Phi đã diễn ra lễ khai mạc hội chợ thương mại hàng tiêu dùng huyện Hoàng Su Phi năm 2013 do Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Su Phi phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn hội chợ thương mại F17 tổ chức. Nhằm hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Bộ Chính trị và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, hội chợ quy tụ trên 100 gian hàng trong nước và quốc tế, gồm các mặt hàng may mặc thời trang, giày da, hàng thủ công mỹ nghệ, điện tử, đồ dùng gia đình, thực phẩm chế biến, các mặt hàng nông lâm sản đi kèm với các hoạt động khuyến mại, các chương trình biểu diễn nghệ thuật hàng đêm. Công ty đã cố gắng tổ chức và mời những gian hàng thương hiệu của Việt Nam, thương hiệu cao để về phục vụ bà con ở trên huyện Hoàng Su Phi mình. Thì tất cả các mặt hàng đã nói là hàng đến nói đến hàng Việt Nam chất lượng cao thì đều phải có xuất xứ và được qua kiểm định thì mới đưa vào trong hội chợ để bán cho bà con được. Riêng nhân dân của bà con ở trên huyện Hoàng Su Phi này thì đến với hội chợ thì người ta cảm thấy rất là hào hứng và rất là chịu khó mua sắm những cái đồ trong hội chợ của mình, bởi vì để mà nói thì vào đến hội chợ thì các hàng hóa thứ nhất là cái giá nó rất là thấp và có những cái đợt khuyến mại, thứ hai là cái chất lượng cũng rất là cao mà hợp với cái túi tiền của bà con nên là bà con cũng rất là vui. Cứ mỗi năm một lần, hội chợ huyện Hoàng Su Phi tổ chức trong thời điểm này phù hợp với thị hiếu tiêu dùng của người dân địa phương nhằm phục vụ đời sống tinh thần của bà con nhân dân, là dịp để người tiêu dùng được tiếp cận với mặt hàng mới lạ và phong phú của nhiều địa phương khác nhau, được thử nghiệm về chất lượng sản phẩm và lựa chọn những mặt hàng phù hợp với điều kiện của mỗi gia đình nên đã thu hút đông đảo người dân tham gia ngay trong đêm đầu tiên khai mạc. Hội chợ thương mại hàng tiêu dùng huyện Hoàng Su Phi năm 2013 diễn ra đến hết ngày 21 tháng 11. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.